Phật đàng hoàng người ta tu. Định một lát nó bán CD là tiền, bán CD tặng hết cho chùa đó. Có lý à ha. Cuốn 15 đồng. Thay vì mình cho chùa không cũng là công quả, bây giờ mình cho chùa một có cái băng phường với con nghe cũng được. Băng để đâu vậy? Nghe là quý vị nếu mà có thương phường quế ủng hộ chùa thì vừa được nghe CD mà mình cũng có ủng hộ được chùa. Có thiệt gì đâu. Tôi không tin cái mặt này ngu dữ gì đâu. Thiệt phải không? Rồi, nhớ nghe quý vị. Bây giờ như gì nè, thôi bây giờ không có gì khó hết trơn. Thật sự mà nói người nào cũng đã cho tiền trên 15 đồng ở trên này. 75 cuốn mình có bao nhiêu bàn ở đây cũng cả 87 bàn. Cho nên mỗi bàn để cuốn chơi trong bàn chia nhau chứ. Tuy là tuần này đó người này nghe tuần sau đưa người kia nghe. Bây giờ đề nghị như vậy tự bán luôn quý vị. Những cái băng của vườn quế một chút đem ra để mỗi bàn cuốn hơn. Tại vì quý vị cho nhiều mà đâu có cần phải mua 15 đồng được không quý vị? Mỗi một bàn tặng một cái CD của Phương Hồng Quế hay DVD cũng được. Quyết định vậy. Tại vì tiền quý vị cho nhiều hơn cái mua mà, phải không ạ? Cho nên cứ gửi tặng, phải muốn cho tiền nữa cứ cho. Mà Quế nghĩ là Quế đem tới từ bàn thì chắc có cho thêm đó. Không có cho 15 đâu, chắc cho hơn 150. Khổ quá à, kéo cái microphone cái tay tôi đụng về khó chịu quá bà ơi. Tại vì tôi cố tình chứ bộ. Muốn chết bà luôn. Sao cái tay khó chịu. Không bà. Người ta nói đừng có đụng tôi nữa. Trời, dịch thoải mái quá. Trời. Vậy ông này ông làm gì không có giá quá mẹ. Thầy nói thiệt ra không có giá gì. Mà mười mấy năm trước có người tìm đến muốn về con đó thầy. Khác mà hồi xưa còn trẻ, bây giờ già chứ còn ai đẹp. Hồi xưa tôi trẻ, bà cũng trẻ. Bây giờ tôi già, bà cũng già chứ bộ. Phong. Nó nói hơn là tại vì nếu mà nó dính con giờ này nó có bốn đứa rồi. Người vợ cưới hụt của tôi. Qua cơn mê, trời cũng có hồn, thiệt không đó. Mê rồi, từ đó mê và hát mê rồi, qua cơn mê. Tao nói đừng nghe những gì con gái nói đó. Đừng nhìn những cái trai làm.